Ngô Thanh Vân cùng người hâm mộ liên tục lau nước mắt trong live show cuối cùng của 36 năm. Dù là live show cuối cùng trước khi 36 năm tan rã, nhưng Isaac vẫn vô cùng ra dáng trưởng nhóm khi lo toàn chu đáo cho các thành viên trong hậu trường. Chiều qua ngày 30 tháng 7, hàng ngàn nghìn hâm mộ của nhóm 36 năm đã có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du, hồi hộp chờ đón live show cuối cùng trong sự nghiệp của nhóm. The Impact, bốn chàng trai đã có mặt từ sớm để chào truyền thông cùng người hâm mộ trước khi có mặt tại hậu trường chuẩn bị cho giờ diễn. Sau 5 năm hoạt động, 36 năm là nhóm nhạc thần tượng hoạt động chuyên nghiệp đầu tiên được ghi nhận và đạt được lượng fan đông đảo, cũng như rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Trước giờ G, cả nhóm tất bật trong hậu trường chuẩn bị trang phục và make up. Là trưởng nhóm, Isaac cũng là người chịu trách nhiệm nhiều nhất cho live show cuối cùng này. Anh liên tục ra vào chuẩn bị trang điểm cũng như kiểm tra hỏi han các thành viên vì áp lực và căng thẳng trưởng nhóm liên tục đổ mồ hôi. Emily và nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Bạn gái Cường Đô La tới xem chương trình cùng nam thần rocker Nguyễn. Ba và anh trai Jun tới cổ vũ anh trình diễn. Đêm qua, rất nhiều khán giả xúc động trước những lời tâm sự của nhóm. Những giây phút cuối cùng khi các chàng trai nghẹn ngào nói lời cảm ơn khán giả. Không ít người rơi nước mắt, không còn hoạt động chung. Những thời khắc cuối cùng biểu diễn trên sân khấu của cả nhóm sẽ là đêm đáng nhớ với tất cả những người tham dự. Quỳnh Châu Nestop và bạn trai rơi nước mắt khi nghe chia sẻ về nhóm. Bà bầu Ngô Thanh Vân cũng không kìm được xúc động khi 36 năm nói lời cảm ơn. Người hâm mộ nghẹn ngào. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.